Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn một cái dự án này có tên là Swap Pro. Swap Pro có ký hiệu là SWPRL. Dự án này sẽ đăng ký ở trên web các bạn nhé. Thì các bạn ấn vào link này. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là cái token tổng cung với các dự là list ở sàn Uniswap các bạn nhé. Dự án này thì các bạn sẽ ấn vào đây. Mọi người sẽ ấn vào sign up. Ở đây các bạn đánh name nhé, email này, password nhé. Ở dưới thì các bạn sẽ đánh vào cái số số này nhé. Đây. Các bạn ấn sign up. Mọi người lưu lại cái mật khẩu nhé. Thì nó sẽ gửi một cái code về email. Mọi người vào email, ghi cái email vào cho mình. Đây. Đấy, mọi người sẽ đánh cái code này vào cho mình. Ơi. Bực mình à. Paste này, mọi người ấn send. Rồi, vào trong rồi. Vào trong mọi người quan tâm đến phần iDrop. Ở đây thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ ở bên này nhé. Các bạn sẽ nhận được 50 đồng khi mà các bạn làm hết cái những cái nhiệm vụ này. Đầu tiên là các bạn theo dõi hai cái group ở trên Telegram nhé. Đây, mọi người sẽ copy lại cái link này. Nếu mà nó không ấy thì mọi người vào đây. Đây, các bạn sẽ ấn vào join nhé. Được chưa? Tiếp cái này này. Cũng join tiếp một cái này nữa nhé. Đấy, tiếp nữa này. Quay lại đây các bạn copy lấy phần tên nhé. Tên Telegram. Mọi người dán vào đây một cái này. Tiếp tục dán vào đây một cái nữa là hai. Không chưa? Tiếp theo là Facebook nhé. Mọi người theo dõi Facebook này. Sau dán vào username. Đây các bạn vào theo nhé. Vào profile này. Cái username thì mọi người tốt nhất là mọi người copy luôn cả cái link này. Các bạn dán vào đây. Rồi ok, tiếp theo nữa là Medium. Lại đến Medium, ghét thật đấy. Những cái đứa nào mà có Medium là ghét cơ. Đấy, phải bật. Giờ là nó cứ chặn á. Các bạn ấn follow nhé. Cái AirDrop của nó ở đây nhé. Đấy. Theo xong thì mọi người sẽ vào cái phần tên nhé. Tên, tức là cái tên Medium của các bạn ấy. Đây, các bạn sẽ ấn vào đây sẽ thấy tên của mình nhé. Đâu rồi? Các bạn dán vào đây. Rồi, ok. Tiếp theo là Twitter. Tắt hết đi nhá. Mệt quá cơ. Twitter mọi người ấn follow nha. Like nha. Redwin thì mọi người ấn Redwin with comment nhé. Đây. Xin. Rồi các bạn copy lấy link này. Paste vào đây. Còn ở đây là tên nhé. Vào profile này. Copy lấy tên này. Dán vào đây. Ở dưới này thì mọi người sẽ dán cho mình cái ví. Mọi người vào đây. Các bạn copy lấy ví MyEtherWallet hoặc ví ERC20 nhé. Đây. Đấy, các bạn dán ví và các bạn lưu. Rồi, ở đây thì nó sẽ chờ nhá, chờ up pro nhá. Đấy, mỗi bạn sẽ nhận được 50. Các bạn vào Arify này để mọi người lấy link giới thiệu bạn bè nhá. Đấy, đây, link các bạn đây.
Đấy, ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn này của mình nhé. Bạn nào mà chưa làm thì các bạn đăng ký tham gia nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình xảy ra những cái dự án khác nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.